Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trả lời về một số nội dung của luật bảo hiểm xã hội. Mục theo đơn thư nêu vấn đề xung quanh kiến nghị của người dân về bồi thường giải phóng mặt bằng ở Trung tâm Nghiên cứu Khảo nghiệm và Dịch vụ Cây trồng xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân. Mục ống kính truyền hình phản ánh ô nhiễm môi trường từ cơ sở đốt than tại thôn Yên Phú, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung. Sau đây là nội dung chuyên mục. Ông Trần Đắc Trinh ở thôn Cẩm Lệ, xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân hỏi: trước đây tôi có thời gian làm công việc có phụ cấp độc hại nên đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao. Hiện nay chuyển sang làm việc khác không có phụ cấp nên đóng bảo hiểm xã hội ở mức thấp. Vậy khi đủ năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi về hưu thì tiền hưu trí của tôi được tính theo mức nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 4 điều 9 Nghị định số 115 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội quy định. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên theo các mức tiền lương thuộc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong thang lương, bảng lương do nhà nước quy định, chuyển sang làm công việc khác mà đóng bảo hiểm xã hội có mức lương thấp hơn, thì khi nghỉ hưu được lấy mức lương cao nhất của công việc đó để tính mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính hưởng lương hưu. Đối chiếu với quy định nêu trên, trong trường hợp ông có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, sau đó chuyển sang làm công việc khác mà đóng bảo hiểm xã hội với mức tiền lương thấp hơn, thì khi nghỉ hưu được lấy mức lương cao nhất của công việc trước đó để tính mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính hưởng lương hưu. Bà Phan Thanh Hương, giáo viên trường mầm non xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn hỏi: tôi có quyết định làm việc tại trường mầm non công lập và đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 8 năm 1997. Tôi có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, trực tiếp đứng lớp. Xin hỏi, thời điểm tính phụ cấp thâm niên của tôi được tính từ tháng 8 năm 1997 hay tháng 3 năm 2011? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2, Nghị định 54 ngày 4 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau. 1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm, tức là 60 tháng, thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Căn cứ vào quy định trên, nếu từ tháng 8 năm 1997 bà làm việc tại trường mầm non với chức danh giáo viên thì bà được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo từ thời điểm đó. Nếu bà làm các công việc khác không phải giáo viên thì không được tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với thời gian này. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, chuyên mục hộp thư truyền hình đã nhận được đơn của một số hộ dân tại xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân phản ánh việc Trung tâm Nghiên cứu Khảo nghiệm và Dịch vụ Cây trồng bồi thường cho các hộ dân để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng không thỏa đáng, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân. Vốn là công nhân Trung tâm Nghiên cứu Khảo nghiệm và Dịch vụ Cây trồng xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, năm 1994, gia đình bà Lê Thị Nhủ được cơ quan bán cho một căn nhà tập thể. Gia đình bà có sửa chữa, cải tạo thêm để tiện sinh sống. Tuy nhiên, năm 2011, trung tâm này có dự án xây dựng khu công sở mới. Gia đình bà và nhiều gia đình khác trong khu tập thể buộc phải di rời để trả đất phục vụ dự án. Thời điểm đó có 6 hộ dân di rời và được nhận số tiền hỗ trợ di rời mỗi hộ từ 15 đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, theo bà Nhủ, căn nhà tập thể bà mua lại của trung tâm đến nay vẫn chưa được bồi thường theo quy định, dù nhiều lần được lãnh đạo trung tâm này hứa sẽ giải quyết. Trước là đền bù cho chúng tôi, nhưng đến giờ tiền nhà, nhưng mà đến giờ phút này, cô chưa thấy cái gì cả. Nên là gia đình chúng tôi bỏ ra bao nhiêu tiền vay mượn để rồi làm nhà, rồi là làm chuồng trâu, chuồng bò. Nhưng đến giờ phút nay đã là 11 năm rồi, mà chưa thấy cái gì cả. Nên là nhờ cơ quan pháp luật xem xét để ủng hộ gia đình tôi. Theo tìm hiểu được biết, đến nay việc gia đình bà Nhủ và một số gia đình khác chưa được bồi thường vật kiến trúc trên đất là do trước kia khi mua bán nhà tập thể với trung tâm hoặc có trường hợp trung tâm cho mượn đất tự xây nhà nhưng không làm giấy mua bán
hoặc giấy giao đất. Bởi vậy, sau nhiều năm, lãnh đạo trung tâm cũng nhiều lần thay đổi. Những người dân vẫn không được bồi thường bởi không có giấy tờ chứng minh nhà cửa tại khu tập thể là mua hoặc tự xây dựng. Đến nay là 10 năm chúng tôi đã về hưu, bây giờ vẫn cơ quan vẫn chưa thấy hồi âm nào, mà lần này là lần ông giám đốc thứ tư rồi. Anh Lê và anh Nguyễn Trọng Quyền giờ đang làm. Thế mà giờ chúng tôi cũng họp rồi, cũng kêu gọi chúng tôi họp mà nói chuyện rất nhiều. Mà giờ đồng chí cũng hứa, nhưng mà đến giờ chưa thấy cái gì cả. Nên chúng tôi hôm nay có vấn đề để muốn nhờ coi như là các cấp chính quyền, các ban đoàn thể có về pháp luật, về chính quyền để mà giúp chúng tôi. Việc không có giấy tờ xác nhận mua bán nhà tập thể hoặc được cơ quan cho mượn đất để tự xây nhà khiến những cựu cán bộ công nhân trung tâm rơi vào tình thế tỉnh ngay lý gian. Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác định rõ sự việc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Thưa quý vị và các bạn, qua đường dây nóng, Ban biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa nhận được thông tin phản ánh của các hộ dân thôn Yên Phú, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở đốt than làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân sinh sống xung quanh. Để xác minh thông tin người dân phản ánh, chúng tôi đã tìm đến cơ sở đốt than tại thôn Yên Phú, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung. Ngay từ bên ngoài xưởng, các loại gỗ, củi đủ loại được nhập về đây để làm nguyên liệu cho việc đốt than. Khói bốc lên nghi ngút. Bên trong xưởng, hoạt động đốt gỗ làm than diễn ra tấp nập. Các lò rực lửa. Hoạt động của xưởng than, nhất là khi có gió nam thổi lên, khói than thổi ngược về phía khu dân cư thôn Yên Phú, làm ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân. Còn vào mùa nắng, khói bay ngùn ngụt, khiến không khí ngột ngạt, khó chịu. Cuối năm 2019, tại đây xảy ra sự cố sập lò, khiến người dân rất lo lắng cho an toàn cháy nổ tại khu dân cư. Nói chung là mùi thì nó khó chịu. Cái khói là khói than tươi, độc hại lắm chứ, nói khói suốt ngày đêm. Mà may không may gió nó quấn về đây là dân ở đây đều phải chịu hết. Chứ còn đi vô bây giờ, đi vô cái vùng trong đây là thường thường là gió hay gió về đây là vô vùng trong nó còn bị nhiều nữa. Đêm họ còn nói đúng là họ còn không chịu được chứ. Cái sự cố sập lò thì xảy ra lâu chưa và cái việc ấy diễn ra như thế nào ạ? Hết cả làng luôn, mà tràn xuống hết cả bao nhiêu, hầu như gần cái xã đây chứ. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hà Tiến, xưởng đốt than này trước đây hoạt động ngay tại hộ gia đình trong khu dân cư. Do phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường, khoảng 4 năm nay, cá nhân này đã chuyển ra khu mới với diện tích khoảng 3 hectare. Tại khu vực mới này, còn có thêm một hộ trong thôn cũng mở xưởng đốt than, hoạt động với quy mô lớn, cung cấp than hoa cho Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Điều đáng nói là sau khi chuyển sang nơi sản xuất mới, cả hai xưởng đốt than này vẫn chưa có đầy đủ hồ sơ đảm bảo cho hoạt động. Tôi cũng cho kiểm tra lại và yêu cầu hai hộ là dừng sản xuất và bây giờ là cùng với các cấp các ngành để đảm bảo hoàn thiện các cái loại hồ sơ để khi nào đầy đủ thì tiếp tục quay lại hoạt động. Hai xưởng than hoạt động khi chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, xây dựng sơ sài tạm bợ, thậm chí đã từng xảy ra sự cố về sập lò gây ảnh hưởng tới môi trường trong khu dân cư. Đây là việc mà chính quyền xã Hà Tiến, huyện Hà Trung cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý vấn đề về ô nhiễm môi trường, bảo đảm đời sống của người dân tại thôn Yên Phú. Chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636. Nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh. Các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội. Các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận, tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636, kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.